Cô chào tất cả các em. Hôm nay cô trò chúng ta lại tiếp tục đi ôn tập môn tiếng Việt lớp 4. Qua phân môn luyện từ và câu. Bài 6: Luyện tập về tính từ. Tiết học hôm nay có 3 nội dung chính. Một là ôn khái niệm về tính từ. 2 là một số cách thể hiện mức độ về đặc điểm, tính chất của tính từ. 3 là thực hành các bài tập củng cố kiến thức về tính từ. Chúng ta cùng ôn tập nội dung thứ nhất. Khái niệm về tính từ. Vậy tính từ là gì? Tính từ là những từ miêu tả đặc điểm hoặc tính chất của sự vật, hoạt động, trạng thái. Các em ạ, đặc điểm của một sự vật chủ yếu là đặc điểm bên ngoài hay gọi là ngoại hình mà ta có thể nhận biết trực tiếp qua mắt nhìn, tai nghe, tay sờ, mũi ngửi. Ví dụ, từ miêu tả đặc điểm về màu sắc như xanh, đỏ, tím, vàng, đó là tính từ. Và từ miêu tả về đặc điểm, hình dáng, kích thước như lớn, nhỏ, to, bé, dài, ngắn, cao, thấp cũng là tính từ. Còn từ chỉ tính chất cũng là từ biểu thị những đặc điểm bên ngoài của sự vật hiện tượng. Ví dụ như những từ miêu tả trọng lượng, nặng, nhẹ là tính từ. Và những từ chỉ tính nét phẩm chất như tốt, xấu, ngoan, hư cũng là tính từ đấy các em ạ. Từ chỉ trạng thái là từ chỉ trạng thái tồn tại của sự vật, hiện tượng trong thực tế khách quan. Ví dụ như là miêu tả trạng thái ồn ào, yên tĩnh. Các em hãy vận dụng kiến thức vừa ôn tập để làm bài tập sau. Viết những tính từ sau vào từng cột cho phù hợp. Cột thứ nhất, tính từ chỉ màu sắc. Cột thứ hai, tính từ chỉ hình dáng. Cột thứ ba, tính từ chỉ tính chất, phẩm chất. Và vận dụng cái khái niệm về tính từ mà cô và các em vừa ôn tập, các em sẽ hoàn thành bài tập này vào 3 cột theo yêu cầu của bài tập. Và các em lắng nghe cô đọc những tính từ có trong bài tập, xem những cái tính từ đó thuộc cột nào. Xanh biếc, chắc chắn, tròn xoe, lỏng lẻo, mềm nhũn, xám xịt, vàng hoe, đen kịt, cao lớn, mênh mông, trong suốt, chót vót, tí xíu, kiên cường, thật thà. Bây giờ cô sẽ dành thời gian cho các bạn hoàn thành bài tập vào trong vở nhé. Cô cùng các em sẽ chữa bài tập này. Các em sẽ quan sát kết quả trong vở của các em với kết quả trên bài giảng của cô giáo nhé. Dựa vào khái niệm, các em sẽ xác định được những tính từ chỉ màu sắc là những từ xanh biếc, xám xịt, vàng hoe, đen kịt, trong suốt. Và tính từ chỉ hình dáng là những từ tròn xoe, cao lớn, mênh mông, chót vót, tí xíu. Tính từ chỉ tính chất: chắc chắn, lỏng lẻo, mềm nhũn, kiên cường, thật thà. Vậy là cô và các em đã vận dụng khái niệm về tính từ và hoàn thành bài tập này rồi đấy. Các em ạ, về đặc điểm, tính chất của tính từ còn được thể hiện bằng những cách nào? Cô cùng các em sẽ cùng ôn tập nội dung 2. Nội dung 2: Một số cách thể hiện mức độ về đặc điểm, tính chất của tính từ. Vậy có mấy cách thể hiện mức độ đặc điểm tính chất của tính từ? Có 3 cách đấy các em ạ. Cách 1 là tạo ra từ ghép
hoặc từ láy với tính từ đã cho. Ví dụ, cô có tính trắng. Trắng ở đây là từ đơn và trắng là tính từ. Từ trắng ở đây chỉ màu trắng ở mức độ bình thường. Nhưng khi cô ghép với tính trăng đứng đằng trước để được từ láy trăng trắng thì mức độ chỉ màu trắng ở đây thấp hơn. Và cũng với tính trắng chỉ màu trắng ở mức độ bình thường, cô ghép với từ trắng tinh, được từ ghép trắng tinh chỉ màu trắng ở mức độ cao hơn. Các em thấy mức độ đặc điểm của sự vật có màu trắng được thể hiện bằng cách tạo ra từ ghép trắng tinh hoặc từ láy trăng trắng, từ tính từ trắng đã cho. Tương tự như vậy với tiếng đỏ, cô ghép với tiếng thắm thì đỏ ở đây chỉ một màu đỏ bình thường, nhưng khi ghép với tiếng thắm để thành từ ghép đỏ thắm thì chỉ cái mức độ màu đỏ nó đậm hơn, tươi hơn. Hoặc là với từ đo đỏ, đây là từ láy, thì cái mức độ của cái màu đỏ đây nó lại nhẹ hơn. Tương tự như vậy với tiếng xanh, ghép với từ xanh xanh thì chỉ cái màu xanh này nó nhẹ hơn, với cái màu xanh là một từ đơn. Đấy. Hoặc là ghép với tiếng thẫm để được chỉ tự được từ xanh thẫm, ở đây là chỉ cái màu màu xanh nó lại đậm hơn. Cách 2, thêm các từ rất, quá, lắm vào trước hoặc sau tính từ đã cho. Ví dụ, từ tròn ở đây là tính từ, thêm từ rất ra đằng trước là được từ rất tròn, hoặc là thêm từ quá ra đằng trước thì ta được từ quá tròn. Hoặc cô có ví dụ tiếp theo, đẹp ở đây là từ đẹp là tính từ, vậy thêm từ lắm hay từ quá ra đằng sau thì sẽ được từ đẹp lắm, đẹp quá. Thì lúc này khi mà ta thêm từ lắm và từ quá ra đằng sau thì cái mức độ cái đẹp này nó cao hơn. Đấy. Đây là chỉ cái mức độ cao của cái đẹp, đẹp lắm, đẹp quá. Hoặc tương tự như vậy với từ xinh cũng là tính từ, cô thêm từ rất đứng đằng trước sẽ được từ rất xinh, từ quá đứng đằng trước là quá xinh. Đấy. Hoặc là khá xinh. Đấy. Thêm từ lắm vào đằng sau thì là xinh lắm. Đấy là chỉ cái mức độ cao hơn. Cách 3, tạo ra phép so sánh. Ví dụ, từ tính từ trắng, cô thêm tiếng hơn vào sau tính từ trắng, ta có từ trắng hơn, tạo thành sự so sánh trắng hơn bình thường. Tiếp theo, cô thêm từ nhất vào sau tính từ trắng, ta được từ trắng nhất, tạo nên sự so sánh ở mức độ cao nhất. Tương tự như vậy, cô có ví dụ sau với tiếng chậm. Để tạo ra phép so sánh, cô có thể sử dụng là chậm như sen, hoặc là với tiếng đẹp là tính từ. Để tạo ra cái phép so sánh thì cô có thể là nói thêm từ như tiên ra đằng sau để được từ đẹp như tiên. Đấy. Và với cái từ trắng mà cô vừa cho các bạn phân tích ở ví dụ ấy, thì các em để tạo ra phép so sánh, các em có thể thêm từ như tuyết ra đằng sau để được từ trắng như tuyết. Vậy là để thể hiện mức độ về đặc điểm tính chất của tính từ thì ta có 3 cách. Cách 1 là tạo ra các từ ghép hoặc từ láy với tính từ đã cho. Cách thứ 2 là thêm các từ rất, quá, lắm vào trước hoặc sau tính từ đã cho. Và cách thứ 3 là tạo ra phép so sánh. Vậy các em hãy vận dụng 3 cách trên để sử dụng từ cho nó hay, cho nó đúng khi viết và làm văn nhé. Các em hãy thử sức với bài tập sau của cô nhé. Cô có bài tập như sau. 1. Hãy tìm những từ ngữ miêu tả mức độ khác nhau của các đặc điểm sau: đỏ, cao, vui. Các em hãy dựa vào 3 cách thể hiện mức độ đặc điểm tính chất của tính từ để làm bài. Cách thứ nhất là tạo từ ghép hoặc là từ láy. Cách thứ hai là thêm các từ rất,
quá, lắm. Và cách thứ ba là tạo ra phép so sánh với ba từ đỏ, cao, vui. Bây giờ cô sẽ dành thời gian cho các bạn làm nhanh bài tập này vào vở. Các em đã hoàn thành bài tập chưa? Cô cùng các em sẽ đi chữa bài tập này nhé. Các em tìm được bao nhiêu từ? Với cách 1, cách 2 và cách 3 với từ đỏ, từ cao và từ vui. Các em hãy đối chiếu với bài giảng của cô nhé. Với tính từ đỏ, theo cách 1, cô có từ đo đỏ, đỏ rực, đỏ chót, đỏ thắm, đỏ chói, đỏ tía. Cách 2, rất đỏ, đỏ lắm, đỏ quá, quá đỏ. Cách 3, đỏ hơn, đỏ nhất, đỏ như son, đỏ hơn son. Với tính từ cao, theo cách 1, cô có từ cao cao, cao vút, cao vợi, cao vòi vọi, cao chót vót. Và cách 2, có từ rất cao, cao quá, cao lắm, quá cao. Cách 3, tạo ra sự so sánh, cô có những từ sau: cao hơn, cao nhất, cao như núi, cao hơn núi. Với từ vui, tạo ra từ láy và từ ghép, cô có từ sau: vui vui, vui vẻ, vui sướng, vui mừng, vui vầy, mừng vui. Thêm các từ rất, quá, lắm, cô được những từ sau: rất vui, vui quá, vui lắm. Và với cách 3, cô có từ vui hơn, vui nhất, vui như Tết, vui hơn Tết. Và các em đã tìm được bao nhiêu từ? Ngoài ra có rất nhiều từ chỉ cái mức độ đặc điểm tính chất của các tính từ đỏ, cao, vui nữa đấy các em ạ. À, các em tiếp tục tìm thêm nhé, ngoài những từ trên bài giảng của cô. Bài 2, đặt một câu với mỗi từ sau: đỏ, cao, vui. Với ba tính từ đã cho đỏ, cao, vui, mỗi từ các em đặt một câu và các em có thể sử dụng những cái từ mà các em vừa tạo được đấy, bằng cách là tạo từ ghép, từ láy, hoặc là thêm từ rất, quá, lắm vào, hoặc là tạo ra phép so sánh ở bài tập 1 và các em vận dụng những cái từ đó để đặt câu cho nó hay nhé. Thời gian cho các em hoàn thành 3 câu ở bài tập 2 này là 2 phút. Các em đã hoàn thành bài tập 2 chưa? Với bài tập 2 này thì chắc chắn rằng bạn nào cũng đặt được 3 câu theo yêu cầu của bài tập và có rất nhiều câu hay đấy. Cô chia sẻ với các em bài tập 2 nhé. Với từ đỏ, cô có câu mặt trời đỏ chói. Cô sử dụng từ đỏ chói đặt với ghép với từ mặt trời để được câu mặt trời đỏ chói. Đây là chỉ cái mức độ đỏ đến mức mà làm cho chói cả mắt. Và câu quả ớt chín rất đỏ thì rất đỏ ở đây là chỉ cái mức độ đỏ hơn mức bình thường. Với tính từ cao, cô có câu bầu trời cao vời vợi. Cao vời vợi ở đây là chỉ mức độ cao tưởng chừng như không thể tới được. Hoặc là câu bạn Lan cao nhất lớp em, thì cao nhất là chỉ cao đến mức hơn tất cả trong phạm vi được so sánh hay được nói đến. Với tính từ vui, cô có câu em rất vui mừng khi gặp lại bạn cũ. Hôm nay quả là vui như Tết. Đấy, với từ vui thì cô có hai câu như vậy. Và vui mừng và vui như Tết, đây là chỉ cái mức độ vui hơn bình thường vì được như mong muốn. Thế còn ba câu mà các em đặt được là những câu nào? Các em hãy chia sẻ với người thân của mình nhé. Cô và các em vừa ôn tập về khái niệm, về tính từ và một số cách thể hiện mức độ về đặc điểm tính chất của tính từ và làm bài tập để củng cố về khái niệm và cái mức độ thể hiện về đặc điểm tính chất của tính từ để vững hơn về khái niệm tính từ và một số mức độ thể hiện tính chất của tính từ. Cô cùng các em chuyển sang nội dung thứ ba, thực hành. Và cô cùng các bạn sẽ tham gia trò chơi ai nhanh hơn. Luật chơi, các em nghe gợi ý câu hỏi
và trả lời. Thời gian suy nghĩ là 10 giây. Mỗi một câu trả lời đúng thì các em sẽ thưởng cho mình một bông hoa học tốt. Các em đã sẵn sàng chưa? Các em nghe rõ câu hỏi 1 nhé. Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn chỉnh câu tục ngữ sau: chấm chấm gỗ hơn, chấm chấm nước sơn. Thời gian 10 giây bắt đầu. Các bạn hãy so sánh đáp án của mình với đáp án trên bài giảng nhé. Từ cần điền là từ tốt để được câu tục ngữ tốt gỗ hơn, tốt nước sơn. Bạn nào đã điền đúng như trên bài giảng của cô? À, các em tự thưởng cho mình một bông hoa học tốt nào. Câu 2. Tìm từ có nghĩa. Nói quá nhỏ, quá khẽ, không nghe rõ. Cô đọc lại nhé. Tìm từ có nghĩa. Nói quá nhỏ, quá khẽ, không nghe rõ. 10 giây bắt đầu. Các em tìm được từ nào? Đáp án cho câu này là lý nhí. Câu 3. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống. Việt Nam đất nước ta ơi, chấm chấm, biển lúa đâu trời đẹp hơn. Thời gian 10 giây cho các bạn tiếp tục suy nghĩ và tìm từ. Theo các em, từ còn thiếu chỗ ba chấm là từ nào? Đáp án là từ mênh mông. Để được câu Việt Nam đất nước ta ơi, mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn. Những bạn nào đã điền đúng từ mênh mông? Vậy là các em đã có cho mình một bông hoa học tốt nữa rồi. Câu 4. Tìm từ có nghĩa. Ngay thẳng, không giả dối, không tham lam lấy của người khác. Các bạn suy nghĩ tìm từ. Từ được nói ở đây là từ thật thà đấy các em ạ. Câu 5. Tìm tính từ trong câu bà em rất hiền từ. Các em suy nghĩ và tìm nhanh. Tính từ trong câu này là từ hiền từ. Câu 6. Những từ miêu tả đặc điểm, tính chất của sự vật, hoạt động, trạng thái được gọi là gì? Thời gian 10 giây tiếp theo cho các bạn. Và các em tìm từ nào để trả lời cho câu hỏi này? Câu 6, từ cần điền chính là từ tính từ đấy. Những từ miêu tả đặc điểm, tính chất của sự vật, hoạt động, trạng thái được gọi là tính từ. Vậy là cô và các em đã hoàn thành trò chơi ai nhanh, ai đúng. Vậy những bạn nào đã nhận đủ trọn vẹn cho mình được 6 bông hoa học tốt? Với bài tập này, cô nghĩ là không khó. Chắc chắn tất cả các em đều dành cho mình được những bông hoa học tốt rồi. Còn những bạn nào mà tìm chưa kịp hoặc là còn một vài từ chưa đúng thì chúng ta sẽ cố gắng trong những hoạt động sau nhé. Cô và các em đã hoàn thành nội dung bài học hôm nay rồi đấy. Để khắc sâu thêm kiến thức của bài học, các em sẽ làm bài tập về nhà. Bài tập về nhà có những bài tập sau. Bài 1. Hãy chỉ ra các tính từ trong các câu sau. Câu A. Bác có đôi mắt lọt trong khuôn mặt vuông vức, dưới rừng tóc rậm dày, đôi mắt trẻ, to, xanh, trong ngời như thép. Câu B. Nhưng hăng hái nhất và khỏe nhất là bác cần trục. Người bác không cao to, tiếng bác không ầm ĩ,
chỉ có cái cánh tay của bác thì thật là đặc biệt. Ở bài tập này, các em sẽ viết ra vở và dùng thước gạch chân những tính từ trong câu A và câu B. Bài 2, đánh dấu X vào chỗ trống, nêu cách thể hiện mức độ tính chất đặc điểm của mỗi tính từ ở cột trái. Chọn một từ ở cột trái để đặt câu. Các tính từ đã cho: hơi nhanh, vội quá, đỏ cờ, tím biếc, mềm vặt, xanh lá cây, chậm chậm, khá xinh, thẳng tắp. Ở đây bài tập yêu cầu là các em đánh dấu X vào chỗ trống, nêu cách thể hiện mức độ tính chất của tính từ. Và các em chọn một từ ở cột trái để đặt câu. Vì cô sẽ hướng dẫn các em làm bài này như sau. Các em viết bài vào vở. Sau đó các em xem là cái tính từ đấy nó thuộc kiểu từ ghép hay từ láy, hay là từ tính từ chỉ mức độ, hay là tính từ dùng cách so sánh. Ví dụ như là cái từ hơi nhanh, đây là tính từ chỉ mức độ, nên là cô đánh dấu X vào cái cột tương ứng là thêm các từ chỉ mức độ. Và bài tập yêu cầu các em là chọn một từ với các tính từ đã cho đấy, các em đặt lấy một câu. Bạn nào giỏi thì còn có thể là đặt đặt nhiều câu, hoặc là có thể đặt hết với các tính từ trong bài tập 2 này. Bài 3. Từ các tính từ là từ đơn cho sẵn dưới đây, hãy tạo ra các từ ghép và từ láy. Tính từ đã cho là nhanh, đẹp, xanh. Bài 4. Viết đoạn văn miêu tả quyển sách tiếng Việt lớp 4, tập 1, gạch dưới các tính từ có trong đoạn văn đó. Qua bài học hôm nay, các em đã ôn tập kiến thức về tính từ. Các em tiếp tục ôn tập và làm tốt bài tập về nhà để học phần môn luyện từ và câu thật tốt, góp phần học tốt môn tiếng Việt lớp 4. Và với bài tập về nhà, các em có thể chụp ảnh gửi cho thầy cô trực tiếp giảng dạy để được chữa và nhận xét bài, hoặc các em trao đổi với bạn bè, người thân về kết quả bài tập nhé. Giờ học của cô xin được dừng ở đây. Chào các em, hẹn gặp lại các em trong những giờ học sau.